Trung Ngang qua làm chủ. Thì trên đỉnh Trung Ngang á, mình sẽ thấy á, là cái thất bên đây thất phải, nhĩ phải. Van ba lá, van ba lá, lá bách, lá bách van ba lá này, lá trước van ba lá, nhĩ phải, thất phải, nhĩ trái, bách đinh nhĩ đây, thì động mạch phổi đây. Rồi từ cánh đục ngang nè qua van động mạch chủ ha, nhớ là cái này nó hơi hướng hướng về phía thượng cái hõm ức chút xíu ha, không có hẳn về phía thượng hõm ức mà hơi nhích lên trên chút xíu, xong là nghiêng đầu giò, nhìn cái đầu giò nghiêng đi xuống, lần lượt qua van hai lá nè. À, nghiêng qua chút xíu nữa, nghiêng xuống đầu giờ mẫn tiên chút qua cục cơ. Cục cơ trước bên. Cục cơ trước bên, cục cơ sau trong. Hiểu không? À, nhớ cái đầu giò này nghiêng lên nghiêng xuống, vị trí thì vẫn giống như cái trục ngang qua đồng chủ, nhưng mà cái trục ngang mình để đây qua bên đồng chủ đây, mình nghiêng đầu giò ha về phía mõm tim, thì lần lượt sẽ qua bên hai lá rồi xuống chút nữa qua cục cơ, trở về lên qua hai lá lại, thì qua hai lá chụp ở đây á, mình sẽ quy định mép trước chỗ này nè, mép sau chỗ này, này lá trước này lá sau, nhưng cái này nó không được rõ lắm. Mép trước, mép sau ha, lá trước. Thì từ mép trước rồi mép sau mình chia ra 3 phần, 1, 2, 3. Trước là A, A1, A2, A3. Sau là P, P1, P2, P3. Rồi. Và 4 cái từ mõm. Mình phải để đầu giò ngay mõm tim ha. Để R, không, mình chưa quen đi R, tới tay R của mõm tim đâu. Thì có thể là ngay đây thì để đầu giò. Cái mặt cơ lúc nào xe ra ngoài ha. Thấy không? Bốn từ mõm. Phải bên đây, nên là phải, thất phải, nhĩ phải, thất trái, nhĩ trái, van hai lá. Này lá vách, này lá trước, bên đây lá vách, lá trước. Lá vách và lá sau, chứ quên. Van hai lá, lá vách và lá sau. Còn van ba lá thì lá vách và lá trước. Đây. À, từ đây xây được dần ngược chiều đồng hồ. Xây được dần ngược chiều đồng hồ. Mình sẽ ra hai buồng trái, thì bên đây sẽ là thành dưới, bên đây là thành trước. Chút xíu nó sẽ chỉ lại cái đó sau. Từ bốn buồng ha, sẽ ngược chiều đồng hồ 30 độ. Nhớ đầu giò ha, cái mặt cơ xe ra ngoài. Mình sẽ ngược chiều đồng hồ chút xíu. Ừ. Thành trước bên đây, thành dưới bên đây. Này, trở về bốn buồng từ mõm. Từ bốn buồng này hạ đuôi đầu giò xuống. Năm buồng ha. Rồi. Còn mặt chủ đây, thấy không? Rồi, trở lên bốn buồng. Rồi, bây giờ sẽ chỉ cái thành cái thất trái. Mình cắt cái mặt cắt cảnh đường cực ngang qua cột cơ nè. Cột cơ nào rõ rõ cho thấy rõ thất trái thất phải, mình chỉ mới thành cái thất trái. Thì á, cái này thất trái nha, mình thất phải đây, thất phải úp lên thất trái, thất phải nè. Mình tưởng tượng là mình cắt ngang cái tim, cắt ngang cái tim. Thất phải phía trước phải, thất trái phía sau trái. Mình cắt ngang thì thất trái nó sẽ hình tam giác. À, thất phải hình tam giác, thất trái hình tròn. Hai cột cơ của thất trái nè, van hai lá nè, cột cơ trước bên của sau giữa. Nó gì kịp không? Thất phải nè. Thấy không? Nó hơi mỏng chút xíu. Thì cái khúc này á, từ đây cho tới đây á, cho tới đây luôn á, là bách liên thất gì nữa, giữa hai thất là bách liên thất, đồng ý không? Nhưng mà cái đoạn này á, thì người ta gọi là thành trước bách anterosectan, còn cái khúc này á, mới là bách liên thất. À, nhìn qua đi cho em nhìn luôn, cái này thất phải nè, úp lên nè, thất trái sao, thấy chưa? Mình cắt ngang hai thất á,
sắc ngang đó, giống như quả trứng vậy đó. Thì từ đây tới đây là bát liên thất. Thì từ đây tới đây á, là thành trước bát Antarasattan. Còn khúc này mới gọi là bát liên thất. Còn cái chỗ mà cột cơ sau giữa á, là thành dưới. Chỗ này là thành dưới. Cái chỗ mà cột cơ trước bên á, là thành bên. Thành bên. Cái phần này là thành sao. Nó thành phía sao mà là thành sao gì nữa. Đúng không? Cái thành còn lại là thành tự do cái thức trái, tức là không tiếp giáp gì vô cái nào hết, sẽ là thành trước. Thành trước ở đây. Nhắc lại ha. Rồi mất. Cái này là Antarasattan trước vách. Cái này là SIV là bát liên thất. Cái này là Baroa Inferior ha. Thành sao, thành dưới. Thành dưới mà ở đó nhỏ cơ tim vùng hoành là nó đó, thành dưới. Này thành sao. Này thành bên. Này thành trước. Kịp chưa? Khi mà mình cắt chỉnh trục dọc á, là cái nhát cắt của mình sẽ theo hướng này nè. Cái đầu giò mình, cái sóng sẽ theo hướng này. Thành ra mình sẽ khảo sát là thành trước vách và thành sau. Ha. Khi mà mình cắt chỉnh trục bốn con đường mõm á, là đi hướng này. Thành ra mình sẽ thấy được vách ly thất và thành bên. Hiểu không? Và khi mà mình cắt hai buồng trái á, là đi hướng này. Do đó mình khảo sát thành trước và thành dưới. Đối diện với thành sau là thành trước vách. Đối diện với thành trước là thành dưới. Đối diện với vách liên thất là thành bên. Thấy không? Vách liên thất, thành bên, thành trước, thành dưới, thành sau, thành trước vách. Thất trái chia ra làm 6 phần, 6 cái vách. Mỗi vách chia làm 3 khúc, đáy giữa mõm. Rồi. Hiểu không? Đó, thành ra mình sẽ thấy là cái này là vách liên thất và thành bên. Thì mình sẽ coi phần đáy. Đáy ha, giữa mõm, ước lượng thì không có ranh giới, ở đây cũng vậy. Mình quan sát cái vận động khu trú từng vùng. Quan sát vận động khu trú một vùng đó thì mình sẽ chú ý hai điểm. Thứ nhất á, là cái vùng đó nó có dày lên ở thì tâm thu hay không. Thứ hai là cái điểm đó nó có di chuyển hướng tâm hay không ở thì tâm thu. Mình tưởng tượng một cái tâm như thế này. Bây giờ mình khảo sát phần này đi. Thì mình lúc mình đã từ mình cho cái hình nó chạy á, mình coi nó có dày lên hay không, mà nó có di chuyển dưỡng này hay không. Này nó à, thấy rõ ràng là cái khu này đi, tâm trương nè, tâm thu nè, không tâm trương, tâm thu đó, nó dậy lên, giờ bình thường di chuyển hướng tâm là bình thường ha, vẫn bình thường. Còn nếu mà tâm thu tâm trương nó vẫn đứng cứng đơ một chỗ đó, thì là vô động. Còn nếu mà tâm thu nó đi ngược trở ra thì nó là loạn động. Thì cái đó mình sẽ chừng nào thấy mình mới dậy được, chứ không thấy không dậy được ha. Rồi nhắc lại là bốn buồn nữa ha. Hai buồn trái à, ngược độ dò 30 độ. Rồi đó là những cái mặt cắt trước ngực. Bữa nay mình chỉ coi mấy đó để kiếm bệnh nhân vô làm những chuyện đó. Rồi xuống em.